Hello bà con. Hôm nay Nguyễn Quảng Em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác một sản phẩm vang số dòng cao cấp của model là K500 của hãng Zhao. Em sẽ làm video này để giới thiệu đến toàn thể bà con sơ qua về phần mềm của con vang số này. Và em sẽ giới thiệu thêm về những chức năng đặc biệt của con vang số này, và em sẽ test thử chất âm tiếng vang, tiếng vật của con vang số này cho các bác cùng thưởng thức để cùng trải nghiệm xem con vang số này có đáng đồng tiền bát gạo của các bác không. Đầu tiên em sẽ review cho các bác về phần mềm của con vang số này. Nó thật sự là rất chuyên nghiệp, nó có đủ đầy đủ những chức năng của những con vang số cao cấp, vì nó là phân khúc của dòng cao cấp. Đầu tiên về phần music, đây là phần music, điều khiển music có 7 băng tương ứng với những con vang như dòng vang X5, X6 hay X10 gì đấy. Đấy, nhưng nó hơn, nó đã có NPF đầy đủ. Đấy, các cổng vào nó có rất nhiều đường vào cho các bác nhé. Music input này có cổng vào AUX1 này, cổng vào AUX2 này, có Bluetooth công nghệ 5.0, 5.1 cho các bác nhé, có cổng USB, có cổng quang optical. Đấy, đây là phần phần music, đây là phần mic, của con vang số này. Phần mic cũng có đầy đủ HPF và LPF và 10 băng EQ laser cộng với 3 băng EQ để chúng ta chỉnh ở trên mặt máy, chỉnh bằng tô vít luôn. Đấy, có 2 đường mic riêng biệt, mic A và mic B, chỉnh 2 mic độc lập rất là cao cấp. Đấy, chỉnh 2 đường mic riêng biệt. Những dòng vang số cao cấp mình có tích hợp những đường này, chống hú 4 cấp, có noise gate chống nhiễu. Và những cái tạp âm dưới mức mình quy định thì nó sẽ không cho vào con vang số. Đấy, đây là chỉnh âm lượng của 2 đường mic riêng biệt này. Đấy, có bộ nén này. Đây là phần dì vật thì nó cũng như những dòng vang số cao cấp khác, nó cũng đầy đủ chức năng dì vật âm lượng, dì vật decay này, pre delay này, đầy đủ hết các bác nhé. Echo cũng vậy này, echo nó cũng như những dòng vang số cao cấp khác. Giao diện rất thân thiện, rất dễ sử dụng. Đấy, đời này thì những cổng main out ra này, surround center, sub các thứ thì đều có những cái đường cắt như HPF, LPF rất hữu dụng cho cho chúng ta sử dụng, dù chúng ta sử dụng trong mục đích là karaoke gia đình hay karaoke sự kiện hay phục vụ cho những em đi sâu đều ok, rất là tiện lợi để anh em cắt bỏ những cái tần số dư thừa. Đấy, HPF, những dòng vang X5, X6 không có cái này đâu các bác nhé, nó chỉ có đường center và đường surround thôi, nhưng con này nó đã thêm vào đường main. Đó, chỉnh âm lượng hai cổng NR riêng biệt đầy đủ, có bộ nén. Đấy, và tích hợp thêm 7 băng EQ nhiều hơn X5 luôn. X5 thì có X5, X6 chỉ có 5 băng thôi và đường surround, và nó cũng tương tự như con đường main thôi, nhưng nó chỉ có 5 băng EQ thôi. Center cũng vậy, center và solar giống nhau, đường sub cắt đường trầm cho chúng ta, NPF, HPF đầy đủ và tích hợp 5 băng EQ nhiều hơn X5, X6, X10 rồi ok. Và đây là system, là cài đặt hệ thống, chúng ta có thể cài đặt được mic khởi động này, nhạc khởi động này, đây music khởi động này, nhạc khởi động chúng ta muốn để âm lượng mức bao nhiêu mà sẽ khởi động ở mức đó, và giới hạn mức âm lượng, đấy, music max, mic max, khóa
Bluetooth chúng ta có thể đặt tên cho Bluetooth để chúng ta tìm kiếm và kết nối. Đây là các mục new và gọi chúng ta. Các bác nào mà có nhu cầu mua vang của em sẽ set cho các bác 10 chế độ sẵn. Đây, các bác chỉ việc sử dụng và gọi ra. Đặc biệt của con vang số này nó có thể chỉnh cơ. Đấy, đây là bây giờ nó về phần mềm nó chỉ có vậy thôi. Nó như cũng như những cái phần những con vang số cao cấp khác. Nó cũng rất chuyên nghiệp. Đó. Rất đáng đồng tiền bát gạo các bác nhá. Đó là riêng về phần mềm. Đấy. Về tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác về về chức năng trên mặt máy của con vang số này. Đấy. Phía trước này. Hai cổng mic AB riêng biệt. Có volume chỉnh cho từng mic một. Có 3 chế độ gọi sẵn trên mặt máy. Rồi. 3 chế độ U1 đến U3. Các bác nhìn tổng quan con vang này nhá. Thiết kế rất đẹp. Bên dưới là con AAP này, nó không hề kém cạnh về cái chất liệu nhôm phay. Rồi. Nó có kết nối Bluetooth này. Là điều khiển này, có điều khiển các bác mua vang này, có điều khiển theo luôn, vang mới. Cổng optical, cổng quang này. Và có đặc biệt là có thêm chức năng kết nối với điện thoại để chúng ta chỉnh trên điện thoại luôn. Có nút chỉnh chọn cổng vào này, nút chống hú này. Đấy, còn có menu để ta chỉnh sửa một chút ở trên mặt máy. Có màn hình hiển thị LCD 3.5 inch và các nút âm lượng của ba đường mic, nhạc và đường chỉnh effect, đường vang. Và chức năng đặc biệt nhất của con vang số này là nằm ở đây. Đây, các bác nhìn đây. Các bác nhìn rõ không ạ? Đấy. Nó có những nút chỉnh cơ như những con vang cơ bình thường. Dù những con vang cơ cao cấp hay những con vang cơ bình dân đều có những chức năng như thế này. Chỉnh bát, đường nhạc này, đường nhạc nó chỉnh bát này, đường chỉnh đường chung này, và có một chế độ chọn tần số để chúng ta chỉnh chọn tần số chỉnh như chúng ta muốn chỉnh tiếng chét hay tiếng chung, chúng ta sẽ chọn ở tần số ở đây. Và có một đường chét riêng cố định. Đấy. Và đường mic cũng vậy, nó cũng tương tự như đường music thôi. Và thêm một phần nữa là nó chúng ta có thể chỉnh echo và reverb. Đấy, rất tiện cho chúng ta sử dụng. Các bác muốn hát theo kiểu hát echo không cần reverb, các bác giảm nút này, nút reverb xuống, tắt reverb đi. Đấy, hoặc là muốn hát reverb tắt đi đi tắt echo đi. Đấy, chỉnh delay repeat như những con vang cơ mà hoặc những con âm đi đều sử dụng những chức năng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng tu vít để căn chỉnh được con vang này. Chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ con vang số này, vang số like cơ đó. Dạ vậy bây giờ thì em sẽ làm một đoạn video, làm một đoạn nhạc cho chúng ta cùng cho các bác cùng thưởng thức nhé. Em không biết đoạn nhạc này nó có bị dính bản quyền âm nhạc không, nhưng mà em cứ cứ mở đi, nếu nó dính bản quyền âm nhạc có thể là em sẽ tắt đoạn nhạc nó đi, có gì các bác thông cảm. Hoặc là em sẽ gửi link cho các bác nào muốn trải nghiệm em sẽ gửi đường link để cho các bác cùng cùng nghe thử. Nếu mà nó dính bản quyền âm nhạc, em không muốn là kênh của em nó nhỏ mà nó bị dính bản quyền âm nhạc rất là phức tạp. Và em đang kết hợp con vang số này với con đẩy DK NA400, dòng đẩy thương hiệu, độ bền cực cao, chất âm rất tốt, độ bền phải nói là con này có độ bền quá kinh khủng luôn, rất ít lỗi, không có lỗi vặt. Và em đánh trên đôi loa BMB 450C dòng thương hiệu, chắc dòng này thì các bác đều biết cả đó. Và em không kết nối với bất cứ một con nâng tiếng hay một thiết bị nào khác, chỉ có con vang và một con đẩy đó. Rồi để bây giờ em bật con đẩy lên đây để cho các bác cùng thưởng thức chất âm của con vang này nhá. Bật đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, thưa các bác, em chỉ làm một đoạn như vậy thôi. Nhiều khi em sợ, rất sợ dính bản quyền âm nhạc. Đó. Mà bây giờ em sẽ thử tiếng echo và dì vật cho các bác cùng thưởng thức nhé. Đây em đang để mặc định là chúng ta sẽ có chế độ echo và dì vật vật đang đang để cả hai echo và dì vật. Đấy. Rồi em đang kết nối với mã số này nè chị. Đi. Tiếc quên em mất, quên mất. Thì 1, 2, 4, 5, 6, 7. À lên, 6, 7, 8, 9. Bây giờ em bỏ phần mềm đi nhé. Kiếm cái thú vị. Thì 1, 2, 4, 5, 6. Đấy. Em tắt tiếng gì vào đi nhá. Thì 1, 2, 4, 5, 6, 7. Đây nó chỉ có tiếng echo thôi các bác nhá. Thì rồi, em đang nghe chưa gì vào đây nhé. Đây này, em đang khóa mất chức năng đấy rồi. Nó có chức năng khóa điều chỉnh nghe chưa gì vào nhé. Tắt, em mở đây, rồi. Giờ em tắt gì vào các bác nhá. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi, đi. Cái chụp cái gì vào này. Đi, 2, 4, 5, 6, 7. Giờ em tắt echo cho các bác nhá. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ vật rất tuyệt vời các bác. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi em setup cho các bác, khi các bác sử dụng con vang này, thì em cài sẵn cho các bác ba chế độ đơn thuần nhất là chúng ta sử dụng ba phím trên mặt máy này. Đấy. Một là echo này, hai là dì vật này, ba là cả echo và dì vật. À, cho các bác sử dụng nó rất tiện. À. Khi đó này các bác về các bác sử dụng chỉ việc bấm ban luôn đấy là gọi nó ra thôi. Đấy. Rất đơn giản và rất dễ sử dụng. Giờ em thử nghiêu ngang một đoạn nhá để cho các bác cùng thưởng thức chất âm của con vang số này. Thì 1, 2, lên, lên. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, đấy, nó có thể điều chỉnh trên mặt máy được hết luôn, như một con vang cơ. Em chọn một bài karaoke để nghe ngao thử.
đi 1 2 3 4 5 6 7 đi. Trần là cây ngắm cây, xin đi vào lại lần trần. Xin phép dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu sử dụng con vang số này để trải nghiệm con vang số này, có thể liên hệ cho em theo hai số điện thoại 0972 724 234 hoặc 0989 0984 999 528. Đấy. Các bác có thể liên hệ cho em theo hai số điện thoại này, em có thể tư vấn cho các bác và hỗ trợ cho các bác setup những con vang số khác. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em, em không ngần ngại để chia sẻ với các bác đâu. Giờ em xin dừng video đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.